kết quả xét nghiệm 40 mẫu chim, thú tại khu du lịch Vườn Xoài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đều âm tính với virus cúm AH5N1. Đây là thông tin mới nhất vừa được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai công bố. Trước đó, ngày 24 tháng 10, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã lấy nhiều mẫu giám sát môi trường nơi nhốt hổ, báo, hươu cáo cổ, chim bồ câu, cá sấu tại khu du lịch Vườn Xoài. Kết quả xét nghiệm các mẫu giám sát đều âm tính với virus cúm da cầm AH5N1. Khu du lịch Vườn Xoài có 20 con hổ, một con báo đã chết trước đó. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm trên hổ chết dương tính với virus AH5N1. Sau sự cố trên, khu du lịch Vườn Xoài đã thực hiện đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch cúm AH5N1 như cách ly vật nuôi, không cho nhập thú nuôi mới về, thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng để hạn chế lây lan. Khu du lịch này còn hạn chế người tiếp xúc với đàn vật nuôi, yêu cầu những người trực tiếp chăm sóc, tiếp cận vật nuôi phải thực hiện các biện pháp bảo hộ.